vỡ hụi cả trăm tỷ đồng rúng động cả huyện ở Quảng Nam. Người phụ nữ làm chủ đường dây biêu hụi cực lớn ở tỉnh Quảng Nam đột ngột mất tích khiến nhiều người tham gia góp tiền như ngồi trên đống lửa. Vài ngày qua, người dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hết sức xôn xao trước việc bà NTML, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, người cầm cái đường dây biêu hụi trên địa bàn đột ngột mất tích. Tại chợ Nam Phước, hàng trăm tiểu thương thẫn thờ, đứng ngồi không yên, việc buôn bán bị đình trệ. Khi thấy phóng viên, rất nhiều tiểu thương tập trung phản ánh sự việc. Nhiều người uất ức bật khóc. Các tiểu thương cho biết có đến 80-90% người buôn bán ở chợ tham gia chơi biêu hụi với bà L. Từ bà bán rau cho đến trái cây, thịt cá, ai cũng tham gia chơi biêu. Có người mỗi ngày góp 10.000, 20.000 đồng, có người góp vài trăm ngàn đồng, ngày. Bà L mất tích, người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1-2 tỷ đồng, còn người vài trăm triệu thì rất nhiều. Không chỉ tiểu thương, nhiều người dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên và có cả người dân ở thị xã Điện Bàn cũng tham gia chơi biêu hụi với bà L. Người dân cho rằng số tiền trong đường dây biêu hụi của bà L lên đến cả trăm tỷ đồng. Cầm lá đơn để gửi cho công an. Bà Nguyễn Thị Gái, bán trái cây tại chợ Nam Phước, cho hay bà góp 4 chân hụi, mỗi tháng đóng 40 triệu đồng cho bà L. Từ đầu năm đến nay, bà Gái đã góp hơn 300 triệu đồng. Giờ đây, bà L mất tích, số tiền này có nguy cơ mất trắng. Chị Thu Hà, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Nam Phước, cho biết chị tham gia 2 chân biêu hụi, mỗi chân đóng 10 triệu đồng một tháng. Tính đến hiện tại, chị đã đóng được hơn 300 triệu đồng cho bà L, đây là số tiền của chị và người thân gom góp. Giờ đây, bà L đột nhiên mất tích khiến chị và gia đình hết sức lo lắng. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Nếu bà L lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chúng tôi thì phải trừng trị đúng theo quy định của pháp luật, chị Hà nói rồi bật khóc. Theo các tiểu thương, bà L làm chủ đường dây biêu hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay và rất uy tín, mọi năm đều trả tiền đầy đủ cho mọi người nên không có ai nghi ngờ gì cả. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người tin tưởng góp tiền chơi biêu hụi. Điều đáng nói, người dân góp hụi chỉ ghi vào sổ chứ không hề có giấy tờ gì liên quan. Theo các tiểu thương, dù bà L đã rời khỏi địa phương từ nhiều ngày trước nhưng cách đây 3-4 ngày vẫn cho người cháu gái đi thu tiền của bà con. Trong số các nạn nhân, có nhiều người bán chè, bán sữa đậu nành kiếm từng đồng một, có người khuyết tật gom từng đồng để góp cho bà L. Với suy nghĩ đến cuối năm hốt hụi để có tiền tiêu. Khi không thể liên lạc được với bà L, nhiều người khóc ngất tại chợ vì số tiền vài chục triệu đối với họ là rất lớn. Sáng ngày 18 tháng 11, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, nhiều người dân đã đến trụ sở công an thị trấn Nam Phước để trình báo vụ việc. Một cán bộ trực ban công an cho biết đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ ban đầu. Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Phước, xác nhận bà L đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua, hiện không liên lạc được với người phụ nữ này. Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, cũng cho biết đã nắm thông tin dư luận về vụ vỡ hụi, công an huyện đang vào cuộc điều tra.